quý thầy cô cùng toàn thể các em, chúng ta cùng đến với làn điệu múa hết sức vượt mà thiết tha và cũng rất độc đáo, lần đầu tiên có mặt trên sân khấu của trường Trung học phổ thông Phú Xuyên B. Chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để chào đón tốp múa nam đến từ chi đoàn 11A8 với nhạc phẩm Việt Nam quê hương tôi. Xin mời quý đại biểu, quý thầy cô và các em cùng thưởng thức.